À, ai có xuồng không? Gì ở dưới nổi lên nó ba cái xanh đẹp. Mới vừa nổi lên đó. Ờ. Cái đó là cái chai chơi. Đây nè, trong nè. Trong hả? Ôi, thế nào thế về lục bình đó đó. Cái cái lục bình đó hả? Có xuồng nào đâu có tầm. Nghe đi về rồi. Ngon thấy nó phật của chợ chỉ đó. Điện chạy về thằng đích ghe nè đó ghe vừa không bánh cái này của dưới kìa điện có người đi chứ ghe chạy về của ngay giữa đó. Kêu cái ghe nó quay về đó gần 5 giờ rồi kêu ghe nó quay quay về đi nằm ở ở đâu đó đi mua thật ai đâu rồi ai kêu sao không thấy cái gì mà chỉ chứ rồi nó đâu quay nó bạn quân có quá chằn đó nó cái ấy nhìn xa tôi nhìn không rõ rồi bởi vậy tao chỉ cho bạn quân cần thôi chút mất tôi cũng ở đó chụp bình chứ gì cái đầu tao mình coi sao rồi bình thấy thẳng này nè đó, đó. Thấy chị thấy không không bởi vì ông chỉ thôi thì nó chứ ông này mới thấy mình lên nè mình không ở bên đây nè chỗ quay thẳng cái ghe này nè mình không có nhìn cái hướng được không ông này anh thấy chứ phịch lên đó nhưng mà không biết cái gì phịch mà không thấy nha chú ruột của Ngọc Linh vừa chỉ có một cái dòng thể gì đó chỉ nghi thôi thì thấy nổi lên cả nhà hay quá vô đường đó xấu tại nó phóng xuống hai ba bạn nó đu chơi cáp lên luôn mà nó leo lên phà nó nhảy xuống luôn gan vậy đó học sinh ở đây ha rồi từ cái vụ này là học sinh sẽ không dám xuống đây nữa phà nó đủ quá vậy phà đậu nó lội nó đu chơi cáp lên lên thấy không giờ ý là gào đó mà nó còn nó xé gào nó đi xuống đây đó nó gào nó hết toàn bộ luôn đó này luôn này nó vắng nè không ai la nó trên xuống đây nó không tỉnh vô theo như chú mà còn thanh niên chú dám chẽn đây tắm không? Bởi vì đâu dám. Nghĩ là tôi đây còn không dám nữa mà nó chưa. Đây nó xí xí gì không? Thôi độ mới cho mày giỏi cỡ nào giờ. Đúng rồi. Ở trên nó cũng chết. Không ở trên nó vậy nhìn nó xí cái mấy cái lỗ này nó giờ. Dưới chắc quặn 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 quặn. Ở trên thấy gì chứ ở dưới nó quặn còn dữ dằn nữa nó quặn. Bởi vì nước còn dở dòng. Nước gồng đó, trên mướn nước đổ kìa, đã trâu dữ dằn luôn. Nước kìa lại gồng còn tới là cái đâu phải mùa nước đổ ở châu xa còn mùa nó này cái châu tới chứ lắm bắt qua tới lời dùng ở đảo rồi chắc là vô không tới lời dùng ở đảo trở lại cái nước nó đổ mà mấy cái chiếc ghe chạy vất vả này kìa nước này đỡ cái mùa nước đổ chạy xuống đỏ luôn đồng đỏ lắm luôn và mà con chạy coi cụ nó phóng xuống nó đu dây cáp nó lội lên nó phóng và nó đuổi hoài gan lắm nó để gan lắm mấy đứa bán vô số thì là bữa nay là hai ngày hai chục ở hai ngày rồi thường thường ta nói nếu mãi thì ba ngày là phải nổi lên kêu mấy thợ lặn không ai cũng lặn nếu mà hai ngày thì qua dắp thử nổi là đời rồi thì qua dắp thử có lẽ đây nó chiều rồi nói sợ đạp mạnh quá đó, mạnh có thể nó trôi dài dài dưới á. Trời. Cho không sao.
đó, dư dung ở đảo lại dữ lắm đấy. Về giờ là giờ con nhỏ thì bán cái số phải không, nhỏ xíu bán cái số thì á ủng nó trôi ra nó biển mất tiêu luôn, mất xác luôn. Thì nhỏ bé Ngọc lớn tuổi Ngọc đó, ừ mất tiêu luôn á, tại đó là ngoài cửa biển rồi có cống rồi nữa, nhiều cống lắm, nhiều cống luôn. Để ở đây nó trôi ra nó vô rồi, trôi ra nó vô à, nó không có vô, còn ghe lọt ra cái biển được luôn, nó còn đường một, đường một à, khó tìm lắm, nó biển với vô mấy cái học này kia nó cống nữa. Còn đây là đâu có ngã nào trống trơn dễ thế mẹ. Số thằng này nó xui á. Chứ mà cái kia nó cống, đóng cống lại nữa. Nó lên được thôi, nó lên nó về luôn với bạn nó được rồi. Quay trở lại nó để tao phóng cái được. Mấy thằng bạn nó đó, nó thôi sẵn lên xe rồi mà nó quay lại dòm nè. Nó phóng ra rồi nó nói thôi. Bà kể quay lại nó dòm nó gùng mình cái nè. Vậy là có điểm trước rồi. Gùng mình cái đầu nó để tao phóng xuống nè. Rồi phóng. Bà kể rõ ràng luôn mà mấy thằng bạn nó thấy luôn. Không lên tim luôn. Sẵn lên rồi, xe rồi đó, muốn quay lại dòm dòm vậy nè, quay lại dòm cũng như ai quất nó vậy, quay lại dòm nè, cái nó dùng mình cái, bà kể dùng mình cái bắt đầu cái nó để tao phóng xuống nữa. Cái người kể là người nào? Má của nó, bà nội của nó. À cái lúc đó là có bà nội đó ở đây hả? Bà nội nó ta lại quay tại nhà luôn, à. Kể đó, lại nhà cái bà kể ra luôn. Tức là bạn của em trai này nói với người nhà, xong người nhà nói lại cái đầu cái nó quay người ai nó quất nè, quay lại dòm nè, cái mấy bạn nó thấy rùng mình cái ha, rùng mình cái luôn, rùng mình cái bắt đầu cái nó để tao phóng xuống cái nữa, phóng xuống cái nữa, mấy bạn nó để tao nửa tiếng đồng hồ không trả lời, nửa tiếng đồng hồ á, đâu để con ơi nãy giỡn hay gì mất tiêu trời, nửa tiếng là không thấy đầu điện vậy kêu bả. Ừ là ông nội của anh trai nha cả nhà. Thôi, có cái lỗ nha coi bác. Thôi được rồi ông nội, để cho ông nội tìm cháu đi. Nội cũng đang buồn. À, sao mới kể rồi, tại nhà mới kể rồi. Để cái này mấy bạn này nguy hiểm lắm. Kỳ nhỏ ông ta lọt đi ha. Nhỏ ông ta lên xin lọt đi. Bắt đỡ lọt đi. Anh sao vậy anh? Sao vậy? Nghe mấy chiếc đi tên kiếm rồi. Ông kia sáng không xin được không? Anh bà con hả? Không biết. Chắc anh bà con. Con đến đâu là quá khóc quá. Nó nhiều. Còn này nó không có đạp mạnh. Đạp mà nó quằn quằn không à. Anh bà con không phải khóc nữa. Bé lên. Rồi về là 5 giờ mấy rồi.
hoài, bả cũng chặn ra hoài à. Bả nói đây đá banh đây đừng nữa tắm. Say hi.